cháo gà là một món rất là bổ dưỡng, rất tốt cho người già và các em nhỏ. Hôm nay mình sẽ vào bếp nấu món cháo gà này bằng nồi Instant Pot. Xin mời tất cả các bạn cùng mình nấu nha. Lại với kênh Cindy Tea Canada, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn món cháo gà. Trước hết là mình có một con gà chạy bộ, và sau đó mình để vào trong cái thau. Mình cho vào đây là nửa chén giấm và nửa chén muối. Sau khi mình đã để hai thứ này vào thì bắt đầu mình mới chà phần trong, chà phần ngoài của con gà. Mình chà đây là để cho sạch cái phần da, không có mùi tanh với lại cái mùi hôi của gà nó được sạch hơn. Sau khi mà các bạn chà được vài phút thì mình sẽ cho nước vào. Cho nước vào mình rửa tầm khoảng 3-4 nước nha các bạn. Rồi cũng nhớ luôn cái phần ở bên trong cái miệng mình bớt ra cho nó hết cái chất nhờn ở bên trong đây đó các bạn. Khi mà mình đã rửa sạch con gà rồi thì mình để nó lên trên một cái rổ, ở dưới là một cái thau để cho nó ráo nước các bạn ha. Hôm nay mình dùng nồi Instant Pot này để nấu món cháo gà. Trước hết là mình cho con gà vào trong nồi và sau đó mình cho nước lạnh vào. Nước lạnh mình đổ ngập lên trên phần trên của con gà luôn các bạn ha. Nước mình dùng khoảng chừng 1 lít nước nha các bạn. Sau đó mình cho 2 muỗng cà phê bột nêm chicken rock vào trong đây. Và bây giờ mình có thể đóng nắp lại và bắt đầu nấu rồi. Và các bạn đừng quên là kiểm tra cái nút này nó phải xoay về hướng mấy bên tay phải nha các bạn. Với món cháo gà ngày hôm nay thì mình sẽ dùng là Vessel Cook. Phía trước màn hình hiện là 5 phút sẵn nhưng mà mình sẽ sử dụng 3 phút. Mình chỉ cần để máy như vậy, sau vài giây thì máy bắt đầu hoạt động nha các bạn ha. Đó, máy bắt đầu đang nóng lên dần rồi đó các bạn ha. Trong khi mà mình nấu gà, chờ gà chín thì mình bắt một cái chảo lên trên bếp. Mình để cho nóng và sau đó hôm nay mình sẽ sử dụng là một chén gạo để nấu cháo nha các bạn. Nếu như mà các bạn nào mà thích ăn độ, thích ăn cháo có cái độ sần sệt đó thì các bạn có thể thêm vào một ít nếp. Gạo mình rang đảo đều cho tới lúc như thế này là được rồi các bạn ha. Nó vừa ngã qua vàng một chút xíu thôi. Thì máy đã nấu được sau 3 phút vừa chuyển qua low pressure. Bây giờ thì mình sẽ bấm cancel và bắt đầu mở nắp ra xem con gà đã chín chưa nha các bạn. Bây giờ thì trước khi mình muốn mở nắp ra thì mình phải kiểm tra xem cái nút đỏ này nó đã thụt xuống chưa. Bây giờ cái nút đỏ này nó vẫn còn bên trên, có nghĩa là cái sức nóng bên trong còn rất là nhiều. Nhưng mà mình muốn mở ra để xem coi con gà đã chín chưa thì mình bắt đầu cái nút màu đen này mình quay ngược về hướng mình để cho xả cái hơi ra để mình có thể dễ dàng mở được cái nắp nha các bạn. Bây giờ thì các bạn đã thấy là cái nút màu đỏ nó đã thụt xuống dưới bên dưới rồi. Bây giờ là mình có thể mở, dễ dàng mở nắp ra. Wow, con gà nhìn vàng ươm các bạn hả? Cái da nhìn nó bóng lên hết. Bây giờ thì mình thử lấy một cái chiếc đũa và mình chọt qua để xem con gà nó chín chưa. Nếu như nó thủng là đã chín rồi. Wow, mình thấy con gà chắc cũng đã chín rồi các bạn. Nghe nhẹ tay lắm. Mình gấp con gà ra, mình để lên trên một cái rổ như vậy nè các bạn, để cho nó ráo nước. Để chút xíu cho nó nguội rồi mình sẽ xé ra con gà ra.
Bây giờ là tới phần nấu cháo, mình cho vào đây là một củ hành to. Và cái phần gạo lúc nãy mình rang á, sau đó mình xả lại bằng nước lạnh. Bây giờ mình cũng sẽ cho vào đây luôn. Giờ mình sẽ bắt đầu đóng nắp lại nấu cháo nha các bạn ha. Bây giờ lại một lần nữa mình sẽ bấm pressure cook. Pressure cook hiện sẵn là 3 phút nhưng mà bây giờ thì mình nấu cháo cho nên mình sẽ để ở đây là 7 phút. Con gà mình để nãy giờ cũng đã nguội rồi, bây giờ thì mình bắt đầu xé con gà ra nha các bạn ha. Xé thịt gà thì tùy theo các bạn muốn ăn con gà miếng gà to hay là miếng gà nhỏ thì mình xé theo sở thích của mình nha. Cứ lần lượt như vậy mình xé nhỏ 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 ra cho đến hết con gà. Sau khi mà máy nấu được 7 phút với chế độ là pressure cook, vừa chuyển qua low pressure được 1 phút thì bây giờ mình sẽ bấm chữ cancel là để cho tắt máy và mình đồng thời mình cũng rút điện luôn. Mình rút điện ở đây là để tiết kiệm điện. Tại vì trong phần mà mình nấu 7 phút thì trong cái nồi áp suất này nó giữ cái hơi nóng độ trong đây rất là cao, thì bây giờ mình tắt điện, mình rút điện để cho cái hơi nóng làm cho cái cháo bên trong nó nhừ và mềm ra, không cần phải xài điện nha các bạn ha. Mình có thể để như thế này trong một cái thời gian tùy theo mình muốn, nửa tiếng 1 tiếng cũng được. Khi nào mình muốn ăn thì có thể mở nắp ra và nêm nếm gia vị, có thể ăn cháo được. Với cái món cháo gà thì chúng ta không thể thiếu đó là món gỏi. Ở đây mình đã rửa sạch và thái nhỏ ra nửa bắp cải nồi và một phần rau răm và một củ cà rốt mình cũng đã bào nhỏ ra. Mình cũng đã chuẩn bị sẵn 3 tép tỏi mình đã bằm nhuyễn và một muỗng tương ớt để mình làm nước chấm trộn gỏi nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng cà phê đường và 2 muỗng cà phê nước mắm và 1 trái chanh. Sau đó thì mình sẽ trộn đều lên và mình đổ vào trong cái phần gỏi ha. Nước mắm mình đã trộn đều lên rồi, bây giờ mình sẽ cho vào trong cái thau gỏi nha các bạn. Mình sẽ trộn đều lên. Mình trộn đều lên trước để cho cái gia vị nó thấm vô bên trong chút xíu nữa ăn ngon hơn. Nãy giờ mình để cái nồi cũng được tầm nửa tiếng rồi. Bây giờ mình bắt đầu mở cái nắp nồi ra xem cháo đã nhừ chưa và mình nêm nếm lại một lần nữa. Wow, trong nồi cháo có vẻ cũng nhừ hết rồi các bạn ha. Bây giờ mình sẽ cho vào đây thêm vào đây là 2 muỗng nước mắm. Mình dùng muỗng cà phê nha các bạn. Sau đó mình quậy đều lên. Cháo nó đặc sền sệt nha. Bây giờ thì mình cũng cho vào đây là 2 muỗng hành phi để cho cái nồi cháo của mình nó có hương vị thơm, đặc biệt hơn. Cháo gà mình đã cho ra tô và sau đó là mình cho lên đây một ít hành lá. Và không thể thiếu đó là một ít tiêu. Tạo cho hương vị thơm thơm ngon, hơi cay cay nữa nha các bạn. Và một dĩa gỏi mình cũng đã trộn đều hết và cho ra một cái dĩa. Màu sắc nhìn đẹp quá các bạn ơi. Một con gà mình xé nhỏ ra, mình bỏ hết tất cả các cái phần xương, mình chỉ lấy những cái phần thịt nạc cho nên được thành một dĩa nha các bạn. Đôi lúc có những bạn thích ăn thịt gà chấm với lại muối ớt chanh, mình cũng đã làm sẵn một cái chén nhỏ.
Như vậy là với thời gian mình nấu tất cả là 10 phút. Lúc đầu là 3 phút, sau đó 7 phút là 10 phút. Xài với chế độ pressure cook là chúng ta có thể cho ra một nồi cháo thật là ngon, nhuyễn như. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi từ đầu video cho đến cuối video của mình. Chúc tất cả các bạn thành công với món cháo gà nấu bằng nồi Instant Pot. Nếu như tất cả các bạn yêu thích video của mình, các bạn nhớ bấm subscribe hoặc là bấm vào nút đăng ký để ủng hộ mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào lần sau.